Khắc Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Thực sự là tuyệt vời. Tiếp tục hàng về trong buổi sáng ngày hôm nay, Khắc Minh xin trân trọng giới thiệu đến mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng một cái combo của dòng Lyazay 918SB và 932LAB. Với tình trạng Khắc Minh về hàng đầy đủ hết toàn bộ những cái thùng cắt xê của hãng, rồi thì dây dẫn nguồn. Đấy. Và một cái vali đựng đầy đủ toàn bộ những cái tay giắc kíp của cái combo Lyazay này. 918SB 2 quả và 932LAB 4 quả, đúng đủ một tay và 6 cái loa. Đấy, với tình trạng đẹp gần như không tì vết. Quá tuyệt vời luôn. Và đây là dòng Active, dòng cực kỳ cao cấp. Nó chạy những cái bát không giống bình thường. Đó là những cái bát với những cái côn FF, tức là trong một cái bát có hai cuộn côn 2 ô. Ví dụ như 918SB, 918S nó lại khác. Nó là dòng bát silver, nó chạy cái bát thường 2268HBL thôi, nhưng 918SB nó chạy cái bát 50 2268FF, tức là hai cuộn côn 2 ôm. Và 932LAB cũng vậy, nó chạy cái bát 30 2262FF, chứ không phải là 2262HBL. Đó, Activer. Và cái combo này thì Khang Minh còn về được hai cái súp nữa và bốn cái quả 932LAB nữa. Đó, tất cả là bốn súp và tám tay array 932LAB. Bây giờ chúng ta tiến ra ngoài này để xem và chiêm ngưỡng những cái thùng cắt xê. Có thể nói là các bác quý anh em nào mà mua sở hữu được cái combo này để sử dụng ấy thì được lời rất là nhiều tiền. Mỗi một cái thùng cắt xê này tính sơ sơ cũng vài triệu một cái. Đấy, đựng đầy đủ. Ví dụ như đây 932LAB này, mỗi một cái thùng này đựng hai cái. Và đây, cái thùng đựng súp 918SB. Quá đẳng cấp luôn. Và đây mới là một lửa số lượng Khang Minh về, còn một lửa như này nữa nhá. Wow. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái thùng cắt xê này ra. Đấy, cái vali này để chúng ta xem những các thanh, các tay giắc kíp của cái combo Lyazay này. VRX này, AF. Wow. Đây, những các chốt này. Rồi thì nó đựng ngăn nắp trong cái thùng cắt xê cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đây là những cái thanh để dựng Lyazay lên súp này. Mọi người thấy không? Nó rất là nặng. Và những cái thanh này nữa. Đó, bốn cái thanh này và hai cái thanh trục chữ T. Và đây là những cái khóa, những cái chốt để treo lên không trung các kiểu. Đây nữa này. Đấy. Wow. Và cả những cái hình này, VRX này, nó hướng dẫn chúng ta kết nối này. Đó, mọi người thấy không? Và VRX900 thì nó có passive và active. Active tức là SB này. Đấy, và LAB. Còn passive thì là S918S và 932LA-1. Và active thì nó đồng bộ toàn bộ crossover và crown. Bây giờ chúng ta xem đến những cái loa này và những các tay giắc kíp này. Đây. Đó, mọi người thấy không? Tí nữa Khang Minh sẽ nhấc từng cái loa xuống. Nó chỉ có bụi bẩn thôi, còn lại gần như không tí vết. Chúng ta kết nối Lyazay lên súp. Một là cắm cọc. Đấy. Hai là chúng ta chốt với thiết bị. Đây. Tay giắc kíp bên cạnh. Khi chúng ta kết nối các chạm loa các kiểu hình thù khác nhau, góc phủ khác nhau, để chúng ta đánh cái combo Lyazay này. Chi tiết này. Đó, để Khang Minh quay từ cái bo công suất phía sau và sau đó là quay cái mặt loa ra phía trước. Các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng nhá. VRX932LAB. Cực kỳ mới luôn. Đấy, crown. Từng con ốc này. Loa gọi là đẹp tuyệt vời luôn. 932LAB. Chiếc loa bên dưới và hai cái súp nữa. Và chắc chắn rồi, đây là bẩn nhá. Khang Minh sẽ có những cái chương trình test âm cái combo này cực kỳ đẳng cấp bên ngoài trời,
để các bác và quý anh em cùng xem, chiêm ngưỡng và thẩm âm. Dòng điện này, lẫy gạt điện 230, tức là điện autovol rồi, chúng ta gạt điện nào cũng được. VRX932LAB. Đấy. Crown. Súp này. Quay một cái góc nghiêng chúng ta xem cái súp 918SB. Và Khang Minh nhắc lại nhá, Hùng xoay đi. Xoay a dây. Quay mặt ra phía trước. Còn một combo như thế này nữa. Đấy. Trong này là ba cái chép 2408G. Mỗi một cái loa 932 nó bao gồm ba cái chép ở trong và một cái bát ba tấc. Nhưng mà bát ba tấc của nó là bát côn FF, hai cuộn côn 2 ôm nằm trong một cái bát đó trên cái loa 932 LAB. Và súp 5 tấc từ leo 2268 FF chứ không phải là HBL. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Khang Minh để cái súp lên cái giá mặt trước này. Các bác và quý anh em cùng xem. Cùng xoay đi. Chúng ta cùng xem sơ qua cái 932 LAB nhá. Sau đó Khang Minh sẽ mở demo ra một chiếc loa này và một cái súp. Ngày xưa Khang Minh có 918S và 932 LA-1, Khang Minh đã về và cung cấp đi và mở nội thất. Chúng ta cùng xem khám phá đến cái dòng Passiver đó rồi. Và đây là Active cơ. Nó cực kỳ tiện nghi sử dụng. Chỉ việc đưa tín hiệu từ mixer, từ vang số các kiểu vào thôi. Và điều khiển âm thanh. Bo công suất của cái súp đầu tiên này. VRX918SB. Đấy. Audio out bài bát 2 bát súp. Đây là speaker công nguồn, dòng điện này, reset này. Mọi người thấy không? Từng con chữ nó led bắn luôn. Đây là bẩn một chút này. Đấy, Hùng sẽ lấy cái chổi quét cái khe tản nhiệt này đi. Đó, góc cạnh này. Gần như mới. Và đặc biệt toàn bộ jack kíp, dây nguồn. Khang Minh quên mất này, chưa nói đến cái dây nguồn này. Đấy, mỗi một cuộn dây nguồn này to cực kỳ luôn. Và độ dài thì Khang Minh ước tính khoảng tầm trên dưới 20 mét. Các bác và quý anh em mua sở hữu cái combo này thì cực kỳ là lợi luôn. Có thể nói là tính sơ sơ cái đống này tầm mười mấy triệu. Mà giá loa thì giá liêm yết, giá chuẩn luôn rồi. Cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, cái chốt này, cái cọc loa này, mọi người thấy không? Toàn bộ những cái thiết bị chuyên nghiệp của cái combo này của nhà hãng nó cung cấp đầy đủ hết luôn. Jack nguồn chính này. Và đây là những cái speaker nguồn cắm với loa này. Mọi người thấy không? Cả dây tín hiệu kèm với nó làm liền với lại dây nguồn luôn. Đây, Calon New Trích. Đó. Rồi bây giờ chúng ta xem sơ qua, Khang Minh quay quay thêm các góc cạnh của những cái chân cắm cọc trên cái LAB. Đây, chân cao su này, lỗ cắm cọc này, mọi người thấy không? Đấy, lỗ vát này, lỗ thẳng này. Và cuối video thì Khang Minh sẽ trồng nó lên, kết nối những cái tay jack kíp này lại để các bác và quý anh em cùng nhìn sơ qua khi cái combo Azai này trồng lên nhau nhìn nó phê pha như nào, hoặc là chúng ta cắm cọc lên. Đấy, ngày xưa Khang Minh đã về 918S và 932 LA-1 rồi. Đánh âm thanh gọi là phê kinh điển luôn. Bởi vì ba cái chép 2408 G, G tức là 16 ohm nằm trong một cái loa này. Cái lời của nó thì miễn chê miễn bàn luôn về cái dòng này. Đấy, lỗ cắm cọc này, bên trong là nó cọc nó đâm vào cọc lỗ nhựa và bên trong là ti sắt, dây sắt. Đấy, nó xước cái vành nhựa này là chuyện bình thường. Chân cao su này, mọi người thấy không? Bây giờ Hùng đây
Khang Minh sẽ hùng bê một cái súp quay mặt đi, quay mặt về đây đó, để Khang Minh chồng lên nhá, chồng lên nhìn phê lắm, phê cực kỳ luôn. Và cái âm thanh này thì Khang Minh vẫn nhớ cách đây tầm 1 năm rưỡi 2 năm, lúc đấy là đánh crown ghép với chia quay, đánh súp full. Khang Minh đánh ở cái không gian này này, nhưng mà bây giờ đồng bộ cơ. Và đồng bộ của hãng thì các bác và quý anh em phải nên nhớ là khi mà đồng bộ active crown, đồng bộ code server trong từng cái loa, nó cắt tần số rồi thì nó đánh ôm nhau súp full, nó đánh đồng pha, nó hay hơn mình xử lý cực kỳ luôn. Tức là không một cái thiết bị gì, không một con người nào mà có thể làm hay hơn bằng thằng hãng đó nào. Đấy, các bác và quý anh em nên nhớ là như vậy. Cho nên là nói đến âm thanh thì cái cuối cùng, cái đẳng cấp cuối cùng phải là sự đồng bộ. Giá sẽ rất là tốt khi mà mọi người thấy không, cả một đống kia. Đấy, toàn bộ tủ rách, cát xê, dây nguồn, rắc kíp, không thiếu một cái thiết bị gì, thì giá có thể nói là tuyệt vời luôn. Mọi người quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Bảy trên. Đấy đấy, long rồi đấy. Wow, nó chặt. Tức là cái loa chưa hề mở ra, mọi người thấy này. Đấy, cái răng, cái lớp mút ở trong nó dính này. Bây giờ chúng ta lôi ra là cái này nó sẽ rách ít nhiều này, nhưng mà sẽ lôi khéo nhá. Đấy, thật là khéo. Đây nữa này. Đây, mọi người thấy không? Đó, cái lớp mút đen ở trong cái e căng ấy. Rồi bây giờ Hùng vỉa nó ra nhẹ nhàng thôi, chưa hề mở ra luôn. Quá là tuyệt vời. Chúng ta xem cái bát và cái bo công suất phía sau. Đấy, mở ra này rách anh. Có khi nó ấy, lấy cái dao ấy, mình lạng nó vào cho nó rách. Rách thì kiểu gì cũng rách rồi. Đây này, nhưng mà mình sẽ xé ra từ từ thôi. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Rồi, nhất là những cái điểm của cái ốc này. Đây là một con ốc này, bắt ấy căng này. Rồi, ra một cái rồi. Mỗi bên là 4 con ốc. Mặt trước nữa, mặt trước là dưới 2 con, trên 2 con. Đó, bỏ ra đi. Ở dưới nữa, ở dưới xem nó có dính không. Đấy, mọi người thấy chưa? Wow, rồi. Đấy, dính này, dính này. Mình lấy con dao, mình nặng nó vào thì nó, nhưng mà đằng nào nó cũng thế này. Lấy dao lạng vào nó vẫn thế này. Đấy, các bác quý anh em thấy không? Bởi vì đây này, con ốc nó xỏ qua đây mà, nó dính. Đấy, rồi. Wow, như mới cứng luôn. Bây giờ chúng ta xem cái offer này, dồn keo chỉ này, tím ngắt luôn, gân vải xếp này. Đây này, những cái bụi một chút ở cái gân vải xếp tẩm dầu. Đấy, wow, thực sự là tuyệt vời. 2268 FF. Rồi, mở ra hai cái lỗ thông hơi hai bên. Quá đẳng cấp luôn. Chất lượng hàng thì không phải bàn cãi rồi. Đó, chất nữa đấy, nữa. Đây, để Khang Minh quay thêm từng cái con ốc. Mọi người thấy chưa? Gần như là chưa có cái vết tay, vết chân hay là tô vít động vào luôn. Check ra phía ánh sáng này, đây nữa này. Đây. Đấy. Dừng lại để cái điện thoại nó lấy led này. Các bác và quý anh em cùng xem. Gọi là mới đét luôn. Học thông hơi này, bông tiêu âm này. Đây. Đó. Ốc nhái ba via. Đây. Wow. Thậm chí là từng cái lớp dầu nó mốc mốc ở trong cái khe, cái gân vải xếp này. Mọi người thấy không? Đây thì sau Khang Minh sẽ lấy cái chổi để quét sơ qua cái gân vải xếp xung quanh cái bát. Nhưng mà nó quá mới.
Rồi bây giờ Hùng lấy tô vít bắn ra đi. Đó, bên trong này, nhìn xa xa là Khang Minh thấy cái bo công suất nó sáng phau luôn. Cả một cái khối công suất đựng cái bo công suất và thiết bị bên trong. Cốt server cỡ nào? Đó. Không dài. Mạnh vào. 7 các cạnh mà. Sang cạnh khác. Đấy, ra rồi đấy. Ra rồi, ra rồi. Từng cái gioăng nó rất là chặt luôn, mặc dù là cái gioăng của bát thì bao giờ cũng dễ tháo hơn là gioăng chép. Gioăng chép nó là gioăng dính mà. Gioăng bát thì nó là gioăng khô. Đấy, ra rồi. Nhưng mà nó vướng cái hèm này. Phải tháo cái hèm này ra thì mới nhấc cái bát ra được. Từng cái con ốc này, 8 con ốc bát này. Mọi người thấy không? Mới cứng luôn. Wow. Rồi, lấy cái ấy đi. Đây anh giữ. Tháo cái hèm ra. Một tay giữ cái bát luôn. Ba cái hèm đấy. Tháo cái hèm ở bên dưới cái bát nhấc ra được luôn. Khéo cái bát nó đổ nhá. Đấy. Rồi. Rồi rồi, bỏ cái hèm ra. Đó, nhấc cái bát ra. Từ từ thôi. Đấy, chúng ta xem này. Cái côn FF thì nó có 4 cọng dây đưa vào, 2 âm và 2 dương. Đây. Cái này thì các bác quý anh em nắm được rồi. Ví dụ như cái súp BRX618F, XDF nó cũng 4 cọng dây đưa vào. Như này. Và cái súp đấy thì rút đi. Cái súp đấy thì là một trong những model súp active cũng khá là hiếm. BRX618S, XLF. Khang Minh còn một quả nữa. Nó chạy hai cuộn côn, 2 ô. Đấy, đây. Wow. Đó, xem nào. Bắt đầu xem cái dây này. Mọi người thấy chưa? 4 cọng dây đưa vào 2 âm và 2 dương. Từ bo công suất nó mới cứng. Đấy. Để Khang Minh tiến lại gần, chúng ta xem cái mã vạch CG rồi thì tem mác trong cái bo công suất. Nhưng mà có vẻ là nó hơi tối cái góc quay này. Hùng sẽ xoay cái loa đối diện ánh sáng đi. Xoay ra. Đấy, đối diện cửa luôn. Rồi. Đây, tiến lại gần sát luôn này. Đấy, crown GB. Nó chuyện chìm trên cái bo công suất này. Và mã vạch CG number. Rồi thì model VRX918SB. Mọi người thấy không? Cái nhôm nó sáng trưng như là vừa sản xuất ấy. Thực sự là tuyệt vời. Và trong thùng loa thơm phức luôn. 4 cọng dây từ bo công suất nó đưa ra qua một cái cục tròn tròn ở đây này. Đấy. Đây. Nó ghim tại đây. Và trên hai vách bên hông là cái cốc của cái tay sách bằng sắt triện JBL này. Đó. Wow. Sâu thăm thẳm luôn. Mặc dù là Khang Minh tiến lại gần và đưa tay sát với cũng không tới, bởi vì một tay Khang Minh cầm điện thoại mà. Rồi. Bây giờ chúng ta tiến đến cái bát loa. Đấy, bát 50 2268FF này. Made in Mexico. 2 x 2 ohm. Tem mác CG mã vạch này. Đấy. Và trên đây triện chìm này. Tem tròn của xương loa này. JBL 150. Màng loa này, phía sau này, độ nhám này. Tím ngắt luôn, xám xịt. Quá tuyệt vời. Và chúng ta xem cái đây. CG màng loa này. Nó ở sau cái vách này luôn này. Đấy. Và trên cái cầu loa cũng có triện của JBL. Đây. Một cộng một trừ. Đấy, một cộng một trừ, hai cộng hai trừ. Nét chưa? Đấy, bây giờ Hùng xoay cái loa để anh xem cái. Chúng ta xem cái cổ keo nhện. Wow. Nó mới cứng luôn. Xoay. Xoay. Đó.
xoay chiều này. Mọi người thấy chưa? Cổ keo nhện nhá. 2268FF. Rồi. Bây giờ chúng ta xem rồi để đây. Nhấc cái loa đi. Nhấc cái loa full đi. Cho cái bạt ra. Em lấy một cái nào cũng được. Mở một cái ra. Dốn keo chỉ này. Chúng ta xem rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Không có thể nào mà mới hơn được. Gọi là gần như là không tì vết. Và gần như là chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Tiếp đến VRX932LAB. Mở một chiếc thôi, demo. Tay sách rắc kíp này. Chúng ta cùng xem cái đây, cái này. Ra đây cho nó đỡ nghe tiếng máy khoan. JBL VRX900. Mỗi một chiều nó đều có cái tay sách và rắc kíp như này. Bên dưới cũng như vậy. Đấy, phía trên và phía dưới. Và trong cái cốc của cái tay sách thì có chữ triện JBL. Có bằng sắt nhá, triện chìm. Cực kỳ là đẳng cấp luôn. Những cái phần cơ khí của từng hãng âm thanh, những cái loa chuyên nghiệp, nó sản xuất ra thiết bị và kết nối cực kỳ đơn giản. Để cho những cái âm thanh chuyên nghiệp khi kết nối, khi vận hành, nó rất là nhanh và thuận tiện. Đó là cơ khí của hãng. Có kỹ sư nó chế tạo, nó sản xuất riêng của từng cái combo, từng cái model loa khác nhau. Nó không dài nhỉ. Bẩy đi. Cứ bẩy từ từ mạnh. Đỡ phải lấy dao bẩy. Nó khác ra. Mọi người thấy không? Không hề đơn giản một chút nào, bởi vì cái loa chưa hề tháo ra. Đấy, đây là cái bẩn này. Dao. Không ra thì lấy con dao dựa để lót cái rẻ và Khang Minh sẽ bẩy từ đây là nó ra thôi. Không bao giờ để một vết sứt nào luôn. Cố đi, đây. Cái này nó rộng ghê rồi này. Đấy. Rồi. Ra, từ từ thôi. Một cái ê căng của 932 thì nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó ôm chặt lích luôn. Nào. Đấy, rồi. Rồi đưa đây anh xem. Mọi người thấy không? Mút bên trong này. Đó, nguyên bụi bặm này. Rồi bây giờ chúng ta tiến đến cái bát, xem cái màng bát, cái offer. Để đây. Wow. Xoay xoay, check check. Đấy, được rồi. Nguyên bụi bặm này, mới cứng luôn. Thực sự là từng con ốc, chúng ta lại xem. Đấy. Chưa hề có cái tô vít động vào từng con ốc bát bát. Bông tiêu âm này, lỗ thông hơi này. Đấy, rốn offer, keo chỉ, đen rức. Cái chép đây. Rồi, tháo đi. An toàn thì ngửa nó ra. Cái loa này nó nhỏ thôi, ngửa ra. Ngửa ngửa. Để trên cái đấy, nằm trên xốp. Rồi. Wow. Đây là một cái bụi bẩn này. Cho số to lên. To nữa lên. Bụi bẩn này. Cái lông của cái cây vú sữa. Nó rụng quả, nó rụng hoa bay khắp nhà, khắp đường. Và cái riêng cái combo của Active thì bao giờ nó cũng tối ưu về cái chất lượng âm thanh. Nó chạy những cái bass nó khác biệt so với dòng bass silver. Các bác quý anh em biết rồi, trở kháng ôm càng thấp thì cái uy lực và cái chất lượng tiếng nó càng kinh khủng. Nhắc lên. Wow. Đó. Đây, tiếp tục này. 4 cọng dây. Rồi, xem luôn cái rốn keo chỉ. Vàng ươm, mới cứng. 2262FF này. Đấy, 2 x 2 ôm. Để tí nữa rút ra thì Khang Minh sẽ quay xuôi cái chiều chữ. Mọi người xem cho nó dễ. Rồi. Wow. Đây đây. Rồi, em rút đi. Rút. Thực sự là nó mới cứng luôn. Các bác và quý anh em xem hôm nay gọi là nhức lách đối với cái combo
Line Azay này, VRX900 SB và LAB. Ra chưa? Đó. Rồi, đây. 4 cọng dây này. Vẫn như là cái súp. Và chúng ta xem cái như nào nhỉ? Bây giờ phải xoay xoay chiều nào cho nó sáng bỏ ra. Cái này bỏ lên súp đi cho nó gọn, tí nữa quay. Bỏ lốt cái y căng lên. Đấy. Đây, chúng ta cùng xem bao quát từng cái nội thất của VRX932 LAB. Đầu tiên là xem đến cái bông tiêu âm này. Mọi người thấy không? Nó rắn đét, chưa hề có tay người động tới luôn. Quá đẳng cấp, cái độ mới. Và cái bo công suất phía sau này. Và đặc biệt là chúng ta phải soi được ba cái con chép bên trong kia. Nó sáng trưng, chưa hề có một cái hoen ố gì cả. Nhưng mà Hùng phải dựng nó lên, chứ quay này là nó tối. Dựng lên. Dựng lên để nó sáng. Đấy. Wow. Thực sự là những cái sản phẩm gọi là siêu tuyển chọn, siêu VIP mà Khang Minh về cập bến giới thiệu đến các bác và quý anh em. Nó chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Đấy, tiến lại gần nhá. Bông tiêu âm này. Wow. Cái cục tròn tròn mà ba cái cọng dây nó đi qua giống như súp vừa nãy mà chúng ta xem này. Thấy chưa? 4 cọng dây của cái bát này. Đó. Bông tiêu âm này. Và soi đến cái bo công suất. Crown GB. Chuyện chìm. Nhôm trắng tinh, gọi là như là vừa ra lò ấy. Đó, và cái mã vạch CG này. Model này, VRX932 LAB. CG An này, number này. Mọi người thấy không? Đấy. Bo công suất và ba cái con chép. Đây. Xong rồi nhá. Sáng trưng luôn. Chưa hề có một cái vết gọi là hoen ố gì cả. Và nó chạy gọi là từ cái từng cái cọng dây nó đưa sang nhau, âm sang âm và dương sang dương. Đấy. Mọi người thấy không? Ba con chép. Model chép là 2408G. Chạy trên một cái loa VRX932 LAB. Và Khang Minh sẽ không tháo cái chép ra, bởi vì tháo cái chép ra thì nó khó, nó hơi phức tạp một chút, bởi vì chúng ta phải bẩy cả cái họng này ra. Đấy, cho nên là quay như này thôi. Cái loa thì nó chưa bao giờ mở ra, hôm nay chúng ta mở ra phá trinh xem và chiêm ngưỡng rồi. Mã vạch này, trên cái chép này, từng cái chép này. Đấy, và cái model chép thì nó ở trên cái cốc này này. Đấy. Cái góc quay này thì không tháo ra thì không thể quay được cái model chép 2408G nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thêm cái wow, thực sự là nó mới kinh khủng luôn. Xem đến cái bát của nó. Đây, 2262FF 2x2 ôm, Made in Mexico. Mã vạch này, triện này, triện trên nhôm này, JBL. Và tem này, tem tròn này. Và có một đây, CG màng. Có một cái triện nữa của JBL trên cái cầu loa này. Hùng cho cái bát vào đây, tí quay thêm cái bát, cái CG màng, cái bát đấy chưa quay. Để đây. Đó. Đây, cái triện trên cái cầu loa này. Đấy, 1 cộng 1 trừ, 2 cộng 2 trừ. Mọi người thấy không? Đó. Hai âm, hai dương. CG màng. Gọi là xám xịt, đen dứt luôn. Wow. Quay thêm cái nhện cổ keo. Cầm này. Rồi. Tiếp xem cái CD màng của cái bát đâu. Đây. Nó làm sau cái vách này này. Tối quá nhỉ. Đây đây. Đấy. Mọi người thấy chưa? CD màng của cái bát nhá. 2268FF. Quá đẳng cấp luôn. Thực sự là tuyệt vời. Rồi. Cất giọng và Khang Minh bây giờ sẽ chồng nó lên. Để có những cái hình ảnh cuối các bác và quý anh em cùng xem cái combo Line Azay cực kỳ là đẳng cấp mà Khang Minh cập bến giới thiệu ngày hôm nay. Và giá thì anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nha. Toàn bộ đầy đủ hết, cát C, dây giác nguồn, rồi thì thiết bị giác kíp. Khang Minh JBL 0912898787 và Zalo